Nhà vườn hoa trà mi xin mến chào lại tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay nhân tiện mình phát thuốc, phát phân để mình tưới cho cây, thì mình cầm máy ra mình sẽ quay cho tất cả mọi người biết về cái liều lượng mà mình hay pha để mình tưới cho cây trà mi cũng như tất cả các cái cây khác. Nhưng mà những cái cây khác thì mình không biết là mọi người pha như thế nào, nhưng riêng mình sẽ chỉ cho mọi người cái liều lượng kết hợp giữa pha phân NPK và humic nhập khẩu từ bên Mỹ. Bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi video để biết được cái cách và cái liều lượng để pha những cái thuốc tưới cho cây, những cái phân tưới cho cây. Và mình cũng vậy, là giấu giếm gì thì hôm nay mình mời tất cả mọi người xem cái cách mà mình hay pha tưới cho cây như thế nào. Xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi video. Hôm nay mình làm cái clip này là mình sẽ làm chi tiết để cho mọi người đều xem. Đầu tiên là việc là mình dùng cái thùng sơn này. Thì cái thùng sơn này á là thùng sơn mà sơn nước này. Cái thể tích thực của nó là 18 lít, mọi người nhìn kỹ nghe, 18 lít. Thì vì 18 lít thì nó sẽ đầy cái thùng này, thì bây giờ mình pha lưng chừng là tầm khoảng cỡ 15 lít thì chắc nó nằm ở khoảng này, tầm này. Thì bây giờ mình sẽ pha cho tất cả mọi người xem. Đó, bây giờ nói chung lại á, là hiện tại là mình pha bằng nước máy, nhưng mà đúng ra á, thì cái nước máy này á là nó vẫn còn một số chất nó khử nước trong nước máy này á, là nó có tồn đọng một số chất mà cái cây trồng không mấy gì thích, đó là clo và sunfua và một số kim loại nặng ở trong nước. Thì mấy cái này nó đi sâu vào và cái khoa học mà từng chi tiết hơn thì nó không đáng kể, nó chỉ có đáng kể với con người chúng ta uống vào bộ mới lâu năm mới độc hại là do có kim loại nặng thôi. Còn với những cái cây trồng thì nó chẳng là sao cả, nó cũng có cái sự trao đổi chất của cây, nó cũng khử hết. Thì nói tóm lại cái này nó không quan trọng mấy so với cái cây. Nó chỉ độc nhất là cái chất clo và sunfua làm cho cây nó hay bị hơi bị héo lá tí thôi. Nhưng mà nếu mà như tất cả mọi người kỹ hơn á, thì cái nước máy này khi mình pha vào thùng nước này thì mọi người tốt nhất là mọi người nên để vài ngày, 2 3 hôm gì đó, thì Bây giờ mình pha tiến đổi hành mình phân pha phối cái lượng. humic nhập khẩu từ Mỹ. Một muỗng này là 20 mg, tương đương với 20 ml. Mình múc 20 ml nó bằng cái muỗng này, nó bằng là và mình chế vào thùng nước, pha vào thùng nước. Mọi người nhìn nè. Đây, đây là cái gói humic mà nhập khẩu từ Mỹ. Cái loại này có rất là nhiều loại, có nhiều loại giả trên thị trường, nên mọi người chú ý và cân đo đong đếm khi mua những cái loại humic này. Một số nó cũng có thể nhập khẩu từ Thái Lan, một số từ Việt Nam, nhưng những cái hàng mà nhập khẩu từ Mỹ thì nó không có tiếng Việt. Mình nhắc lại là nó không có tiếng Việt, nó chỉ có cái bao bì phía trước, nó cái dán một cái miếng giấy và của cái công ty nào nhập khẩu từ bên Mỹ về thôi. Còn nếu mà không phải, còn nếu mà trên bao bì có tiếng Việt thì không phải. Còn trên bao bì mà toàn tiếng Anh thì của Việt Nam, chỉ có tờ giấy dán là của công ty nhập khẩu về là đúng. Bây giờ mọi người tiếp tục xem video. Thì Rồi mình tiếp tục mình pha trộn cho mọi mọi người người biết. pha theo liều lượng là hồi nãy mình có chỉ dẫn là 20 ml. Thì 20 ml nó tương đương
với là 20 gram hay còn gọi là gam. Đây, đây là mình có cái mà pha thuốc cho em bé uống, là mình lấy để mình đo cho chính xác, để mình quay gần lại cho mọi người xem cái nắp này. Đây là cái nắp mà trong cái thuốc ho em bé là 20 ml, này nó tương đương với là 20 gram, là nó bằng với cái muỗng hồi nãy mình múc đó mọi người. Là mình đã đó, bây giờ mình đo, mình múc thử mình cái muỗng này qua cái 20 gram cho mọi người xem có đúng không này, 20 ml chứ mình nhầm đó. Đó, mọi người thấy không, đúng chưa, nó tương đương, nó bằng nhau luôn đó mọi người, là 20 ml hoặc là 20 gram. Rồi bây giờ mình đậy nắp lại, tiếp tục mình qua thêm một loại khác, đó là phân Nitrofoca nhập khẩu Đức. Đây là phân NPK 15 5 20 trừ 1, là cứ hiệu nôm na là Nitơ Phốt Pho Kali. Trong đó nó có các thành phần phụ gia nữa là magie rồi lưu huỳnh gì đó. Thì 15 là Nitơ, 5 nữa Phốt Pho và 20 là Kali. 1,2 magie thì phải. Bây giờ viết tắt của khoa học. Và bây giờ mình làm theo cái tỷ lệ mình thấy cái ký chưa? Mọi người xem đây, mình chỉnh lại. Mọi người thấy cái ký chưa? Bây giờ mình lấy phân. Cái phân này tí rồi mình sẽ giới thiệu cho mọi người luôn. Mình đổ vô 100 g. Phân này là phân NPK. NPK là cái phân này, phân thật nhập từ đất về. Và mình lấy ra đây 100 g. 100 g hơn thấy người không sao. Rồi 100 g. Mọi người thấy 100 g ok chưa? Nó hơi xíu xíu rồi mà không đáng kể. Nó cần nó là xíu cho một tí do nước mình làm nữa. Mình mới múc xong đó. Mọi người thấy nước, cái xô nước đó nằm khoảng đoạn này thì nó tầm khoảng từ 15 lít rồi, tầm khoảng 15 16 lít rồi, tầm này rồi. Còn mọi người khuấy, mọi người khuấy cho nó tan ra. Thì bây giờ mình sẽ gửi cho mọi người qua cái hiệu của cái phân này để mọi người mua. Ngoài cái phân này ra, không phải là mình quảng cáo phân hay là mình quảng cáo thuốc, mà là những cái này mình đã chọn lọc rất kỹ những cái loại phân, loại thuốc mà cây trà mi nó hợp, nên hôm nay mình mới kể cho mọi người. Mọi người khoái cái này á, cái phân này á, cho tan hoàn toàn mọi người phải khoái ít nhất phải 5 phút là nó mới hoàn toàn tan hết, còn không là nó vẫn còn mặn đồng ở dưới, nó sẽ không đủ các cái chất hóa học cho cây như nitơ, phốt pho và kali đó. Thì những cái chất này là cái cây trà mi rất là muốn. Mình đi rửa cái tay cái. Đây là cái hoa trà mi cũng nhập Nhật cũng là cái hoa rất là to đẹp mọi người. Đó là mình cũng cũng dùng các chất mà hồi nãy mình trộn ở đây. Thì bây giờ hồi nãy giờ mình trộn thì hồi nãy giờ nó cũng tan hầu như hoàn toàn rồi đó. Còn đấy cái bạch nhật này, cái bạch này là bạch nhụy đấy mọi người ạ. À, bây giờ mình coi như là mình đã khuấy hoàn toàn nó tan rồi đó. Bây giờ mình sẽ tưới cây. Ở đây là cái mình hay dùng cái ca này thì mình tưới. Đây. Mình hay múc như vậy này. Và mình tưới ngay gốc.
mình tưới vậy luôn đó. Mình là chơi cả ca vậy đó đó, một tuần mình cưới một lần. Các bạn nên nhớ rằng là một tuần mình tưới một lần, từ một tuần tới 10 ngày là mình tưới một lần đó. Mình tưới như thế này mọi người nè đó, chứ cây to cái nhỏ gì mình, cái nhỏ thì ít mà cái to thì nhiều. Bây giờ mình vô mình tưới cây nhỏ này, mình tưới rồi thời gian mình quay cho mọi người xem. Đây mấy cây này cỏ quá này, như cái cây này này mọi người này đó, nhỏ thôi mình cũng tưới bình thường, tưới đó này. Như cây này dễ nhìn này mọi người này đó, đó lúc vậy luôn không sao hết đó, lúc vậy luôn. Còn đây là cây điểm tuyết mà bữa giờ nó vẫn ra hoa này, mọi người nhìn thấy hoa nó lên đẹp chưa, ba nhân hoa luôn. Đó. Nó ra được hai nhân hoa luôn đây. Mọi người thấy mình bưng cả ca luôn thấy không? Mình tưới mấy cái cây nhỏ này cho mọi người thấy nè. Đó, cái cây bé tí này thì mình cũng tưới bình thường. Tưới đầy lên luôn, không sao hết đó. Đó. Trong này cây nữa nè. Đó. Thì mình nói luôn là do cái tỷ lệ mình pha nó đúng với cái tỷ lệ mà nhà sản xuất họ đưa ra về cái phân bón rồi, nên mình cứ thế mà mình tưới cho cây thôi, chứ không có ảnh hưởng gì nhiều hết á. Tại vì cái lượng của nó xuống như cái phần mình trồng thì nó cũng thẩm thấu vào hồ, cái đất nó chia ra đó, nó chia ra nữa, cho nên không phải là nó nằm một chỗ, nó chia ra rồi bắt đầu nó chạy xuống dưới cái gốc nữa. Thôi cho hôm nay mình chỉ cho mọi người như cái cách pha thuốc như vậy, cái cách pha phân như vậy đó. Còn hôm nào mình sẽ chỉ cho mọi người cách bơm rệp sáp sau rầy đó. Mọi người thấy cái cây của mình không, nó không có những cái cây này mình chăm sóc tốt rồi thì nó lại không có rệp nữa này. Cái lá nó xanh bóng luôn, nó không như đồ giả luôn á, nhìn như đồ giả luôn mọi người. Cái lá nó dày á, nó bóng nó như đồ giả luôn, chứ nó không có bị hư lá nữa nè. Không phải cây đó đâu, cây mấy cái cây trong này cũng vậy nè, mọi người thấy không nè, nó như cái lá giả luôn chứ không phải lá thiệt nữa. Cái cây này là nó không có bị hư cái lá, nói chung là rệp thì nó vẫn còn một số nào đó thôi, nhưng nói chung là nó không có đáng kể lắm. Mọi người nhìn thấy chưa, nó không có con rệp, cũng không có cái phần bình hoàng gọi là bình tháng thư rồi này kia là không có. Để hôm nào mình sẽ làm một cái clip riêng, mình chỉ cho mọi người cái cách bơm để trị mấy cái con sâu rệp. Mấy con sâu rệp này lúc trước có mà bơm chết rồi chứ nó không còn sống nữa đâu, nó khô rồi mọi người. Con sâu rệp này thì nó khô rồi. Đó. Nó mình cũng pha như vậy đó để mình tưới cây. Thì còn lại còn cái cách nào nữa thì mọi người trồng hoa trà mi thì chắc cũng có nhiều cái kỹ thuật hơn mình nữa, thì cái kỹ thuật nào thì mọi người biết thì mọi người chia sẻ với nhau thôi. Còn đó là cái kỹ thuật của mình, cái kỹ thuật mà mình hay tưới, hay chăm sóc cây của mình. Mình chỉ có trồng mình chỉ có tưới hai loại đó thôi, chứ không có tưới như loại nào nữa. Cái cây mà mình theo mình trồng thời gian lâu nên mình biết rằng là cái hoa trà mi á thì nó không có thích bơm. Thậm chí khi bơm sâu rệp là pha cái kỹ thuật gọi là ít hơn cái liều lượng mà nhà sản xuất đưa ra nữa kìa. Tại vì cái lá này nó dày, nó không có thích nóng của cái
loại bơm sau thì từ bữa nào mình làm video sau, bây giờ mình nói tới cái phân á, thì mọi người để ý vậy, mọi người để ý cái hôm nay là ngày thứ tư, ngày mùng 8 tháng 11 năm 2023, để mình quay một cái cây nào đi, mình quay một cái cây nào để mình làm dấu ha, mình làm dấu, mình làm dấu hai cây này đi, đó, cây này đi, hai cây này, cây này với cây này nha các bạn. Mọi người nhớ nghe, mình làm dấu cái cây này nghe, một cái nào mọi người mình có quên thì mọi người nhắc mình đó. Nó cao cho là bằng bằng cái chậu trắng bên đó đi, thêm cái cây này nữa, cây này thì cây này này, cây nhỏ này này, cái chậu này đó. Một thời gian nữa là mình sẽ quay lại cho mọi người xem nó phát triển như thế nào, cũng là cái phân này, cũng là cái thuốc này, hoặc là cái cây mọc hương này, cái cây mọc hương này nè, nó cái cây này mình mới vô chậu thôi mọi người, mình bỏ ra đây nè, nó đây là cái cây mọc hương mà mình đang tính mình làm cho nó thẳng mà mình chưa có thời gian mình làm. Đây là đây là cây mọc hương này, mình đang chậu vô, mình trồng vô cái châm này đó, mọi người để ý nghe. Rồi một thời gian nữa mình cũng mới tí mình tưới xong rồi mình sẽ quay trở lại cái cây này cho mọi người xem. Còn về phân thuốc thì mình chỉ có bơm vậy thôi, mình cứ có tưới gốc vậy thôi, chứ mình không có bỏ gốc, mình không có bỏ như người ta là bỏ gốc. Cái hoa trà mi mà bỏ gốc này thì nó lâu tan lắm, nó không bằng là mình phá nước mình tưới đâu. Cái thập bát học sĩ mọi người thấy không, đó mình cùng cũng tưới như vậy mà những cái cây nó khó tính, nó cũng lên ào ào đâu có gì đâu. Không những cái trà mi mà mình nói thật là cái cây nho thân gỗ này đó, hôm nay mình có cái cây nho thân gỗ là, nhưng lâu nay mình quay trà mi mình không quay cái cây này, nó tốt âm tầm luôn, như có gì đâu. Đây mọi người xem từ xa này đó, mọi người thấy cái nho thân gỗ gì không tốt lên khỏi cái mái tre như vậy luôn. Đó. Còn cái bạch nhụy thì bây giờ nụ chi chít này, đó mọi người nhìn này, nụ này, đó nụ nó chi chít luôn, nó chuẩn bị nó nở quá trời hoa rồi đó, sắp sửa là nó nở rồi đó. Đây là cái bạch nhụy á. Nó những cái cây hoa của mình đâu cần phải Tết mới có cây chơi đâu, mà mình cứ một tuần mình tưới, thậm chí mình nói một tuần chứ đó là một tuần tới 10 ngày hoặc là nửa tháng, nói chung là gì mình tưới như vậy là mình nói là một tuần, chứ đừng có tưới nhiều hơn, sớm hơn một tuần, tại vì dù sao đi nữa là nó cũng là cái phân hóa học chứ không phải là cái phân hữu cơ như phân gà hay phân bò phân dê các kiểu, mà là nó là hóa học, nên mình chỉ khuyên mọi người là mình tưới thấp nhất là một tuần, trung bình thì một tuần tới 10 ngày hay nửa trên một tuần, có thể là nửa tháng cũng được không sao hết. Đây mọi người màn hình cái hoa trà mi Nhật Bản, cái hoa to chưa, mọi người thấy cái hoa đẹp chưa, cái này cái Nhật luôn mọi người ạ. Nó cũng ra đầy hoa này đó, mình cũng tưới nhiều lắm, mình cũng bơm, mình cũng mà thuốc phân như vậy đó, phân thuốc như vậy thôi. Thì dù cái cây nhập từ nước ngoài về nó rất là khó chịu khí hậu, nhưng mà nó đều ok hết, hoa đồ đẹp. Cái mà những cái cây mà tuổi già sức yếu, gọi là những cái cây mà lâu năm như vậy rồi mọi người nè, nó cũng thi nhau nó ra mầm nhiều lắm đó, nó ra hoa luôn,
Đó mọi người nhìn cái cây bừ của mình này, đó mầm này, mọi người thấy cái lọc chưa? Đó, đâu đó, mình cũng tưới không đó, mình tưới bằng cái humic và cái phân NPK đó đó. Đó. Mọi người thấy cái lọc của nó lên chưa? Xum xuê luôn. Đó. Hoa đồ chín ngọt rồi nó cũng lên đầy. Đó, mọi người thấy cái lọc của nó lên chưa? Nó lên nhiều lắm. Cái đọt của nó lên này, ok lắm. Còn cái này, cái nhật này, cái lá mọi người thấy nó đen thui luôn, nó đen bóng luôn. Mình rất thích cái dòng cái nhật này nghe mọi người, cái lá nó dày mà nhìn nó đã, nó chắc chắn lắm, nó dày cồm luôn á mọi người nè. Cái lá nó dày mà mọi người thấy cái tay mình cầm không, đó nó dày ra luôn nè. Cái ngón tay của mình lắm mới dính cái humic đó, xong không phải là dính cái gì dơ đâu mọi người, đừng có cười á. Đó nè, nó dày rồi, thấy chưa, cái lá nó bọc giống như đồ nhựa đó nè. Còn cái này bên đây cái màu hồng, cái màu hồng cái lá nó tròn tròn này, mọi người thấy không, cái lá nó tròn, cái lá nó tròn thì cái hoa nó màu hồng. Hoa nó màu hồng rồi. Đó, cái lá nó tròn tròn. Lá này thì hoa đó. Đó, mọi người nhìn đi, mọi người thấy không? Còn cái cây nhật này, cái hoa mới rụng xong mình không quay được cho mọi người. Còn cái cây màu đỏ này mọi người thấy không? Cái màu đỏ cái lá nó khác này. Màu đỏ, cái nụ màu đỏ đó. Cái cây này nó sắp sửa nó có bông rồi, mình sẽ review cho mọi người xem cho vui. Cái cây này là cái cây lửa mọi người, mình vô chậu á mình làm nó thoát thân, mình mới trồng đó mà nhìn lá nó xum xuê rồi, có cây để có trái vài bữa có trái cho nó vui. Mình cũng dùng cái phân nó luôn, nó rất là thích hợp cho những cái cây thân gỗ. Ngay cả những cái cây như mộc hương này mọi người nè, thì mình cũng tưới bằng cái đó luôn, thì mọi người thấy không, nó tốt không? Còn cái nhật này nó cũng tốt âm mà, do cái thời gian nữa thôi, là cây phát triển bình thường. Thì video của mình tới đây, mình cũng đã giới thiệu cho tất cả mọi người cái cách cái liều lượng về pha phân và humic trộn chung để mà tưới cho cây trầm mây. Thì tới đây mình xin kết thúc video ở đây. Mình xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Chúc mọi người trồng cây lên tốt, thành công.